Chào đón quý vị khán giả và các em đang cùng đến với chương trình Ước mơ của em. Và ngày hôm nay thì có một người bạn, đó là bạn Minh Thúy, 8 tuổi. Bạn ấy nói rằng là bạn ấy rất là thích đến thăm các bạn trẻ mồ côi. Và đặc biệt là bạn ấy thích tự tay mình làm được những món quà ý nghĩa, chẳng hạn như là những con búp bê nho nhỏ xinh xinh để tặng cho những người bạn nhỏ tại trại mồ côi. Và đây quả thật là một ước mơ mà chị nghĩ rằng là rất là có ý nghĩa và rất là thiết thực. Thế nên chúng ta hãy cùng ủng hộ bạn ấy và hãy cùng đến với hành trình ngày hôm nay. Xin chào chị ạ. Em xin giới thiệu em là thành viên của chương trình Ước mơ của em. Cho em gặp bé Thúy ạ. Chào con. Chú tới đây để mấy chú hỗ trợ cho con thực hiện ước mơ. Dạ. Thì giờ con có thể nói lại cho chú biết được ước mơ của con là gì không nè? Dạ, ước mơ của con làm búp bê để tặng cho mấy bạn trẻ mồ côi ở trong viện trẻ mồ côi. Thì ở trong viện trẻ mồ côi con thấy mấy bạn không có anh chị, ba mẹ, không muốn mang lại niềm vui cho mấy bạn. Bé thì nói chung là từ vừa nhỏ nó thích giúp đỡ bạn bè này kia lắm. Mẹ cũng thường cho nó đi từ thiện, thấy thích theo ba học và học để dạy trẻ tự kỷ á, nhưng mà nó còn nhỏ quá. Thế gì cái việc mà làm búp bê thì chú không biết làm nha, cho nên là chú sẽ hướng dẫn, chú sẽ dẫn con đi tới một người trợ giúp. Con xin phép mẹ đi với chú hiệp sĩ. Rồi đi ngoan nha. Dạ. Rồi mình lên đường nha. Chào cô. Chúng tôi là Nguyễn Dương Minh Thúy, con muốn cô giúp con thực hiện ước mơ của con làm một món đồ để tặng cho mấy bạn trong viện trẻ mồ côi. Cái trại trẻ nó có rất là nhiều các bạn, nếu một mình con thì con chỉ làm được một cái thôi, thì sẽ có bạn có bạn không, các bạn sẽ không có vui lắm. Ở lớp mình có các bạn nào thích làm cái này giống như Thúy á, Thúy rủ tới đây. Dạ. Với lại cô cũng sẽ hỗ trợ cho Thúy một ít nữa. Dạ. Rồi về đây tụi mình cùng làm. Dạ. Chị Thiên Vương nghe đây Mai Phương ơi. Xin lỗi một chút nha, tại vì Mai Phương vừa mới đọc thêm một số lá thư nữa thì phát hiện ra là có một người bạn nữa có ước mơ giống giống như Minh Thúy. Đó là bạn Song Trà ở tại quận 2. Và ước mơ của bạn ấy giống bạn Thúy nhưng chỉ khác ở chỗ rằng là bạn ấy muốn làm gấu bông tặng cho các bạn nhỏ mồ côi. Bây giờ hiệp sĩ lỡ rồi, giúp đỡ luôn cho hai bé được không nào? Vậy được rồi, vậy thì anh sẽ kết hợp luôn. Tại vì anh đang đi với bé Thúy nè, sẵn tiện luôn. Xin giới thiệu với con, đây là bạn Minh Thúy, còn đây là bạn Sông Trà. Tại sao con lại có cái ý định là ước mơ của mình là đi làm từ thiện? Tại sao? Tại vì con muốn giúp mấy bạn nghèo. Bạn Minh Thúy cũng có một cái ước mơ giống như chàng con. Bạn với mình có thể làm gấu bông với nhau được không? Được. Thì tụi mình tìm cái này trước đi ha. Chạy máy bay vô. Bây giờ mình đã có, chúng ta đã có mặt ở trường của con rồi ha. Con đã nói cho các bạn con biết là cái ước mơ con là gì và con lại muốn các bạn giúp đỡ hay là cùng với con thực hiện cái gì, con có thể nói cho các bạn con biết nào. Dạ con đã nói cho mấy bạn biết rồi hả?
giúp con làm búp bê để cho nó đủ tuổi một hồi. Tụi con bạn bạc sẽ nhớ với nhau như thế nào rồi? Dạ, tụi con sẽ tặng bài hát trong phim đây rồi. Tặng bài hát? Rồi gì nữa nào? Rồi sau đó tụi con sẽ búp bê cho các bạn. À, tặng búp bê cho các bạn nữa. Tụi con đã sẵn sàng để mà mình lên đường như nào? Dạ rồi. 1, 2, 3, yeah! Cho hẹn ha con ha. Dạ. Rồi vô nè. Ở đây là. Con chào cô Như. Chào, chào con. Chào con. Cô đây là bạn Song Trà, bạn Bảo Anh. Rồi, hôm nay Thúy, Song Trà với Bảo Anh tới đây sao hài, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nguyên liệu chưa? Dạ chưa. Dạ chưa, rất là tự tin. Chưa nữa hả? Tụi con không cầm gì theo. Dạ. Con cầm theo gấu con mà cô. Mình làm con gấu cho nó nhanh đi, mình sẽ làm con gấu như thế này. Nè. Ôi vậy thôi. Xong rồi. Có lỗ tai ở đây. Có mắt ở đây. Mũi ở đây. Sao con dễ đẹp hơn con dữ vậy? Mình sẽ làm một cái nơ cho bé gấu. Bẹt. Ừ, có gì bẹt. Bây giờ mình sẽ vẽ con nó ra trước. Vậy đi. Oh yeah. Cô chỉ vẽ sơ thôi, xong rồi chút nữa mình sẽ phải gọt lại. Rồi, con phụ cô cắt cái này nha. Rồi con cũng có cắt cái này. Rồi tụi con cắt theo hình vẽ. Đây mình sẽ có màu hồng để làm mắt. Màu tím nè. Màu tím thì để làm lỗ tai nha. Còn cái này mình sẽ làm cái thân. Cô muốn cho tụi con cầu một bất ngờ nè. Gì vậy cô? Nhắm mắt lại đi mấy bạn. Nhắm mắt lại đi. 1, 2, 3. Ta-da! Cô nói nghe nè, thật ra nãy giờ cô chỉ muốn thử sức tụi con thôi. Chứ cái này cô đã chuẩn bị tụi con trước rồi. Biết sao không? Tại vì mấy cái này tụi mình may rất là mất thời gian. Nên là tụi con sẽ không có thể mà giúp cô may nhanh được để tặng các bạn á. Rồi, bây giờ tụi con phụ cô nhồi lên nha. Dạ. Cô sẽ đi lấy gòn. Đây nè. À. Là con kia. Đừng có nhí nhiều. Nè. Đây tôi nhí cho nó nhanh. Đừng. Bà lộn. Bà bấu tôi nè. Đâu? 1, 2, 3. Yeah. Quá trời luôn. Nhiêu đây thì có đủ cho mấy bạn không ta? Chi? Quá đủ luôn á cả. Có thằng này nữa không con Thúy chưa ta? Con cảm ơn cô Như đã giúp con thực hiện được ước mơ của tụi con. Con cảm ơn cô. Không có gì mà, cô có món quà này. Đợi có chút nha. Rồi, chúng ta sẽ được trao huy chương Sikule. Con cảm ơn cô. Rồi. Cảm ơn cô. Hy vọng là tụi con thích. Chúc tụi con thành công tốt đẹp nha. Dạ. Từ đường nào. Giúp bạn bè. Nghe những cô trong này, phụ trách trong này. Trời ơi, đi theo hiệp sĩ kìa. Chào cô ạ. Chào các cô. Con là Nguyễn Trung Minh Thúy, còn hai bạn này là Song Trà. Thế con là Bảo Anh. Ước mơ của tụi con là muốn mang lại niềm vui. Và con muốn các bạn trở nên vui hơn để tụi con có thể mang lại thực hiện ước mơ của tụi con. Ôi, ba cảm ơn các con rất là nhiều nhá. Các con đã đến thăm là làn SOS hôm nay nhá. Các bạn ở dưới gia đình nhá, thì cả con đi xuống nó thăm các bạn ở dưới đó nhá. Thú nhồi bông nè, đây là tụi chính tay tụi chị tự làm để tặng cho các em. Rồi, này của em đây. Chạy rồi. Được. Thấy nó đẹp không? Chúc em một ngày vui vẻ ha. Mình chúc bạn một ngày vui vẻ ha. Bạn có thích nó không? Chương trình của chị nào? Thôi thì tụi mình chúc bạn một ngày vui vẻ. Kêu chị kia nữa.
Rồi sau khi mà mình đã tặng xong hết những món quà mà mình tự tay mình làm thì các con cảm giác là sao? Vui. Trời ơi vui quá trời vui luôn. Tụi con đã hoàn thành xong ước mơ của mình và tụi con đã cảm thấy rất là hài lòng với ước mơ đó, đúng không nào? Dạ. Yeah. Ừ. Còn bây giờ thì chúng ta chào tạm biệt nhau ở đây nhé. Dạ. Rồi chào tạm biệt nào. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Bởi vì với sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của hiệp sĩ thì cả Minh Thúy và Song Trà cũng đã tự tay làm ra cho mình những sản phẩm rất là dễ thương, rất là đáng yêu để dành tặng cho các bạn nhỏ ở tại trại mồ côi. Và chị Mai Phương rất là khen ngợi các em và mong rằng sẽ có những chuyến hành trình nữa, không chỉ có hai bạn Minh Thúy và Song Trà thôi mà sẽ là rất rất nhiều bạn nhỏ chúng ta sẽ cùng tham gia tạo ra những món quà khác nhau, và đó sẽ là những món quà thực sự có ý nghĩa dành cho những bạn nhỏ cơ nhỡ kém may mắn hơn mình nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chapter.